Mới đây trên kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp đã đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh anh và Ngọc Trinh đi du lịch ở Dubai. Nữ hoàng nội y đã có màn thả dáng nóng bỏng mắt trên bãi biển cùng với nam thần bản xứ. Trong tập này, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đã ra bãi biển để cưỡi lạc đà. Tại đây, Vũ Khắc Tiệp đã tiết lộ một câu chuyện về Ngọc Trinh. Ra tới bãi biển này, Ngọc Trinh có cơ hội thể hiện đúng chất nữ hoàng nội y, mặc bikini bên lạc đà. Ngày hôm qua lúc nhảy dù thì Ngọc Trinh cố tình mặc áo crop top hở, nhưng nhân viên ở đây ngăn cản, không cho mặc và bắt phải mặc kín đáo. Ngọc Trinh hét lên why? Bởi vậy nên hôm nay ra đến bãi biển, Ngọc Trinh nhất định phải mặc bikini. Ngọc Trinh tỏ ra vô cùng phấn khích khi được mặc bikini cưỡi lạc đà. Cô còn mời tới một mỹ nam 6 múi là á quân của cuộc thi Man of the World để cưỡi cùng. Đây là lần thứ 2 tôi cưỡi lạc đà. Cảm giác lần này rất đặc biệt vì được cưỡi lạc đà ở một bãi biển tại nước đảo hồi như Dubai. Tôi rất thích cưỡi lạc đà vì có trai đẹp cưỡi đằng sau. Có thể thấy body hút mắt của cô nàng Ngọc Trinh đã khiến cho á quân Dubai phải say nắng. Mọi người đã coi tập này trên YouTube của Vũ Khắc Tiệp chưa? Nếu chưa thì hãy tận hưởng Dubai qua video chất phát ngất này nhé!